Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một bộ dụng cụ. Đó chính là cái bộ dụng cụ ép co cút của Tuyo, điều hòa, máy xúc công trình, xe con, xe tải nhỏ. Với cái bộ này thì nó tiện lợi một chỗ là nó trong vali, nên là chúng ta có thể mang hay là đi những công trình nó rất là tiện lợi. Và cái bộ dụng cụ này thì nó sẽ có bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 7 bộ khuôn, 7 bộ khuôn cho chúng ta. Và một kìm, kìm bấm. Để rõ hơn về cái sử dụng thì anh em có thể tham khảo cái video ở kênh BMT Gara. Thì ở cái video đấy thì bên em cũng có gọi là hướng dẫn chi tiết đặt nó như thế nào và sử dụng nó ra sao, nó mở van như thế nào. Ngày hôm nay em chỉ giới thiệu với anh em là cái bộ sản phẩm của cái thiết kế mới năm 2021, năm 2022. Với cái bộ sản phẩm này thì như em vừa nói, nó sẽ bao gồm là một quyển hướng dẫn sử dụng này, một kìm bấm này và 7 bộ khuôn. Mỗi một bộ khuôn này thì nó sẽ bao gồm là hai lửa như thế này. Chúng ta khi ép vào thì nó sẽ đúng là hình như thế này luôn. Đó. Đó. Và cái bộ khuôn 6 này, như người ta sẽ quy định ở trên tờ hướng dẫn sử dụng là bộ khuôn 6 thì sẽ sử dụng cho cái đường ống phin là phi 8 và cộng trừ 0.1 phi 8, và đường kính của nó, đường kính ngoài nó sẽ lên đến 14.5 và lên đến 16.5. Và cái 68RSB thì nó cũng sử dụng cho là gì? Đường kính phin và đường kính đường cao có, nó có thể cộng trừ 0.4, và cái đường cao thì nó có thể sử dụng từ phi 10 đến phi 11.5. Tức là mỗi một cái bộ khuôn thì nó sẽ sử dụng cho những cái loại ống người ta đã viết rất là rõ và chi tiết trong cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Và ở cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì người ta có lưu ý cho mình một số cái để bảo vệ và cái tức là cái bảo vệ và cái hướng dẫn sử dụng cho chúng ta cần lưu ý không được sử dụng như thế nào đó. Với cái đường 8 thì nó cũng sử dụng đây, đường 8 này. Đường 8 thì nó có thể sử dụng cho đường cao áp từ 10 đến 10.5. Đó. Đường phi 22 đến phi 23. Còn phi 10, đây cối 10 thì nó có thể sử dụng cho đường kính 13. Đó. Và 12 thì nó sẽ sử dụng cho đường kính 14.5. Tức là em đang nói là cái lỗ trong nhá, lỗ trong 14.5 đến 16, tức là chúng ta sẽ sử dụng đến 14.5, mà 16 của cái phi 12 này thì là nó sẽ từ đường hạ của những xe Hàn Quốc đó. Và cái 10 SR này thì nó là 12.4 đến 13.5, nó tương đương với đường hạ của R134. Và cái 12 RS thì nó sẽ sử dụng là từ 14.8 đến 16. Còn 12 thì nó sẽ sử dụng từ 15 đến 16.5. Đó là cái đường kính trong và đường kính lỗ trong của cái Tuyo. Tức là có thể nói là cái bộ này là khá là thông dụng và đầy đủ các cái đường ống cho anh em chúng ta làm đấy ạ. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ sản phẩm. Đó chính là bộ kìm bấm ống bằng thủy lực trong vali. Đây thì ở cái quyển hướng dẫn thì người ta cũng nói là một set, tức là một bộ sản phẩm thì của nó thì sẽ là 7 bộ chấu và một cái bấm như thế này. Đó. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.